có vấn đề. Tóm lại là tự dưng là mình có cảm giác như là mình xa họ hơn rất là nhiều. Trước đây anh em gần gũi lắm, thế nhưng không hiểu lý do vì sao. Sau đó thì lần lượt là mọi người là đều nói là không muốn làm, và bản thân ông Cương thì cứ khất lần khất lượt mãi về cái chuyện là em bận việc nhà, em bận đủ thứ trên đời. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem cái cách cái cuộc nói chuyện giữa mình và ông Cương cách đây không rõ là ngày bao nhiêu nhỉ, ngày 23 của tháng đây đây rồi, ngày mà mình với ông Cương nói chuyện với nhau đây này, để mình cho mọi người nghe thử một đoạn nhé. Ngày này là ngày 22 tháng 6, 22 tháng 6, tức là đúng đây một tháng luôn. Thì buổi tối hôm đấy là anh em chia sẻ với nhau, mình dứt khoát là ông Cương là không được làm việc ở trên đấy nữa. Và ông Cương nói rằng là em thì bận việc nhà, bận gia đình, rồi đủ thứ trên đời. Nhưng chỉ mấy hôm sau thì liên tục xuất hiện video và có mặt mũi hình ảnh cũng như tất cả là các thứ là của ông Cương. Thì chúng ta xem qua cái chứng minh thư. Đây, chứng minh thư đây, đầy đủ đây. Chứng minh thư này, họ tên Nguyễn Hồng Cương, các thứ ngày sinh này, rồi thì ở Phú Thọ, Đoan Hùng này. Và còn bên đây nữa chính là cái bản hợp đồng lao động. Đây nha, mọi người nhìn cho rõ nha. Chúng ta cùng xem nha, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, chúng tôi này, một bên là ông Đông này, quốc tịch Việt Nam này, người chịu trách nhiệm là sáng lập và chịu trách nhiệm cho hành trình công giá này, đại diện hành trình công giá này, địa chỉ này, Hà Nội này. Một bên là ông Nguyễn Hồng Cương, ngày 11 tháng 11 chung với chứng minh thư nhá. Nghề nghiệp lao động phổ thông, ông này này, Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ này. Rất là rõ ràng đầy đủ các thứ này. Thỏa thuận được ký kết tại ngày 1 tháng 3 năm 2019 này, mọi người nhìn thấy cho rõ nhá. 1 tháng 3 năm 2019 tại Xuân Sơn, thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây. Đấy, rất là nhiều các hợp điều khoản các thứ linh tinh. Ngoài ra còn liên quan đến quyền lợi rồi các thứ linh tinh nữa. Thì đây mình cũng không tiện nói nó đầy đủ ở đây, nhưng mà đây có cái bản cam kết. Mình xin lỗi vì phải che bớt đi cái phần tên họ của mình mà chỉ để lộ mỗi cái tên thôi. Đấy, ông Đông này này, cam kết cá nhân này của ông Cương này, ngày 1 tháng 5, à quên, cái chữ ký nữa. Đấy. Ông ấy thì đã giữ một cái bản, đương nhiên là ông ấy có hai bản, bản mình giữ, bản ông ấy giữ rồi. Đấy, và sang bên này nhá, mình tiếp tục sẽ phải che tiếp tên này. Đấy, không có một bất cứ một hành vi hay hoạt động nào liên quan tới người dân khu vực thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, trừ những người được ông Đông bố trí cho làm việc cùng, tức là chỉ làm việc theo nhóm thôi, còn không có làm việc với người khác. Nhưng mà lên đây thì ông này thì cũng có một số lần là móc nối với, cố tình móc nối với ông Lanh. Cái vụ việc này thì đã được mình kiểm chứng ở tại chính nhà của bố mẹ đẻ đấy, thì nói rằng là ông này là nhiều lần lên xin phép và để đưa ông Lanh xuống dưới trung tâm Hà Nội để gặp một người tên là Thành, thì cuối cùng người này là đứng đằng sau tất cả mọi thứ. Đấy, đây này, không chia sẻ mua bán bất kỳ thông tin nào thuộc về người dân cũng như khu vực ở xã trên cho các cá nhân tổ chức được biết, không chia sẻ hình ảnh cũng như video liên quan đến người dân khu vực trên lên các trang mạng xã hội. Mình thì sợ bị cuộc sống của họ bị xáo trộn, vì khi có nhiều người đến rồi thì nhiều người thuê mướn rồi thì giá cả nọ kia, thì cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề nhiều thứ lắm. Tự bảo quản trang bị thiết bị máy móc, cái máy móc thực ra mình cũng trang bị cho những người làm việc cùng mình thôi, đó là mua những cái máy rồi pin đầu tư tiền cho họ thôi, và họ phải có trách nhiệm bảo quản. Cá nhân tham gia lao động phải tự lo lắng cho sức khỏe của chính bản thân mình. Ngoài ra thì cái điều cuối cùng này rất quan trọng này, không làm bất kỳ một hành động nào ảnh hưởng dù tốt hay xấu tới ông Đông nói riêng và kênh hành trình người giá nói chung. Thế nhưng đến bây giờ thì ảnh hưởng hết cả rồi, vi phạm toàn bộ rồi, thậm chí là vượt cả ngoài cái khuôn khổ của cái mảnh giấy này rồi. Đây này, bên này nhá, cũng ghi rõ đầy đủ nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe cái cuộc nói chuyện giữa tôi với ông Cương về cái vấn đề liên quan đến trước khi mà thành lập cái kênh Lý Tử Lanh. Với nhau quá lâu rồi nên là không thể nói cái chuyện là một sớm một chiều mà ấy được. Thế còn anh làm việc là anh rất là tin tưởng em. Thế nhưng vừa bây giờ là nếu mà mấy ông kia đang đòi lên và mày cứ làm thế nào làm từ đéo làm bận việc nhà. Ông nào đòi ông Thành á? À, ông Thành không làm ông mấy ông còn đó khoảng đó là bây giờ ông muốn chú làm đúng chưa? Có một đứa nữa làm, có một đứa nữa, có hai đứa làm. À, ông Thế Anh hả? Ông Thế Anh, thằng Thế Anh và thằng mà người phải đi gì về á, đi Nhật về á? Ông Thế Anh, Thế Anh khác á. Tóm lại bây giờ là em nói cái sự tình của em trước đi, xong anh sẽ nói chuyện với em. Ok,
ta cũng nói chuyện này cho dứt điểm để cho hiểu nhau chứ không là... Thì tức là chẳng có gì thì chắc là gặp ông Lanh biết thế nào. Giao kèo ông Lanh nào vẫn... Phải nên nhớ là anh có nói chuyện với chú Nhường, còn... nói chuyện với cả ông Lanh rồi. Ừ. Còn đấy. Em thì em lên trên đấy thì hôm đấy lên là... bảo là đi cùng anh, một hôm. Đấy, và đi em bây giờ đang bảo là vứt xe đây. Và lên xe đi từ ngã ba chỗ đường chỗ em á, ngã ba Phú Thọ đi vào, từ trên cái quang đi xuống mà vứt xe đấy đi vào tí thôi, xong anh chở xuống Hà Nội luôn. Thì đấy chở vào trong đấy thì ăn uống ở nhà ông đấy, và là đấy mua mọi thứ linh tinh ăn. Chuyện mua bán anh không bàn cãi, tóm lại là bây giờ là em dẫn người lên trên đấy đúng chưa, cái chuyện nó rủ không anh không biết. Nhưng mà bây giờ là em điện cho chú Nhường sắp xếp các thứ rồi cùng nhau vào, đúng chưa? Nên là đừng có nói chuyện là người khác ấy lên. Đúng là ông đấy ông bảo em là sắp xếp nấu ăn nấu yếu là sắp xếp linh tinh em vào lại. Đúng chưa? Đấy nên là mình đây là hôm nay ngửa bài với em luôn. Anh không giấu em một cái gì cả. Được. Em cũng không giấu anh. Được. Anh đối xử với em không tệ. Anh đối xử với cả thằng Lanh cũng không tệ. Còn chúng mày có làm việc được với nhau. Mày nên nhớ trong cam kết với anh là không có cái chuyện là sau khi kể cả từ lúc làm với anh hay không làm là mày không có cái chuyện là làm việc với bất kỳ ai khác đâu. Đấy là cam kết, và đó là cam kết giống như là cam kết chọn đời ấy. Nó có thể nói là niềm tin ý. Anh thích anh có thể bỏ qua, nhưng anh không thích khi anh mang nó ra pháp luật thì nó sẽ dính líu một chút. Cái đấy em không phải quá nhiều đâu, nhưng nó sẽ đền bù ở cái chỗ là em đã phá cái hợp đồng, em đã phá cái cam kết của mình, tức là em bán những cái bí mật mà người khác người ta không muốn, mà rõ ràng người ta đã giao kèo và cho em suy nghĩ rất là lâu rồi. Đấy là cái việc mà nó làm. Và hiện nay ông Lanh nói rất là rõ ràng, lương của ông ấy là 10 triệu một tháng. Một tháng chỉ cần là 20 ngày, vượt trên là có tiền. Anh biết. Ngoài ra một tháng là 15 triệu, tổng là 15 triệu đấy là một tháng. Đấy là làm đủ tháng, nhưng mà nếu làm 20 ngày thì vẫn nhận thế đúng không? Tối thiểu là nhận 10 triệu đúng chưa? Em là liên hệ với chú Nhường, anh không biết em nói gì với chú Nhường, nhưng mà chú Nhường là tự dưng thay đổi thái độ rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra là đấy thông tin thế. Em không thể mà che giấu thông tin được hay bất kỳ ai ở đâu. Bọn em lên ô tô cùng nhau đi vào đoàn, gọi chú Nhường đến. Bây giờ anh muốn em kể lại đầu đuôi câu chuyện đúng, đừng có theo dệt. Còn anh vẫn còn anh ở đây, còn em ở đây. Em không có cái quyền làm ở trên đấy đâu, trừ khi anh cho phép, hoặc là em phải bồi thường một cái gì đấy cho anh. Theo dệt thì chả theo dệt, nhưng có cái là chỉ biết là mấy ông này có quen biết về ông Lanh rồi, thì dẫn lên cũng mấy lần nhảy nhủ dẫn lên từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nọ ở đây thì mấy ông đi lên thì bảo em đi cùng, biết em đi cùng anh mà, thì bảo em đi cùng, thì đi cùng xuống ngã ba Phú Thọ đây chở em vào trong đấy ăn uống xong anh chở luôn xuống dưới. Hôm đấy vào ai là người gọi chú Nhường xuống? Em gọi. Xong đó gọi thêm ai nữa? Gọi chú Nhường, gọi bá. Ai nữa? Chưa hết cái người đâu. Hôm đấy bọn em đi bảo bác gọi chủ tịch xã thế thôi. Rồi hôm đấy ba thằng vào đúng chưa? Với em nữa là bốn đúng chưa? Ba thằng kia là thằng nào? Bốn thằng là những thằng nào? Bốn thằng là có một ông ở công an tỉnh mình, ông Thành, tỉnh Phú Thọ. Một ông là một ông phóng viên của VTC14. Thằng phóng viên nó định làm cái gì đấy? Phóng viên thì chắc cũng ấy, còn một ông thì gọi là Tây, cả ra Tây tài cả ta, nhưng nói chung là người nước ngoài. Nước nào. Anh đéo quan tâm thằng nước ngoài đấy. Anh quan tâm với thằng phóng viên nó định làm cái trò gì đấy? Phóng viên thì chỉ lên trên đấy gọi là ăn theo cùng nhau. Tức là bây giờ là mấy ông ấy muốn là thuê ông Lanh và có thuê. Có thể là sau ông đấy ông định mở cái gì ở trên đấy. Tức là bây giờ trước mắt là bọn nó đang muốn mở ra một cái kênh thuê ông Cương, đúng chưa? Đề nghị với chú Lanh rồi. Và một đứa nữa. Quay thì là ông rồi đúng chưa? Có một đứa nữa cũng quay đó. Đấy, thế được rồi, thế bất kỳ đứa nào đứa đây cái đấy không quan tâm. Bốn vào đấy, chủ tịch xã vào đấy để làm gì? Chả biết đâu, đấy mẹ ông bảo gọi chủ tịch, bảo là gọi cho chủ tịch xã vào nhà, bảo là gọi chủ tịch xã mẹ ông công an xã vào nhà, bảo vâng, gọi điện thế thì bảo vâng nhờ bác thôi, nhờ bác vào trong thì nói chuyện, còn nói chuyện đi kia thì em say rượu với chị mới đầu thì cũng nói chuyện bàn công việc, nhưng mà sau này là em uống ba bốn chén ngà ngà rồi là mấy ông là ngồi gần nhau nói chuyện với nhau, còn em
Ôi, cùng người vợ ông anh mới lại có ông lái xe ông uống rượu. Có cái gì không? Có cái câu chuyện là em rất là ngưỡng mộ anh Lanh không? Anh bỏ mẹ ông Đông đi làm với em không? Em ngưỡng mộ. Không, em có nói thế không? Câu đấy nó đến tai anh rồi đấy. Câu đấy cho nói luôn. Đấy em thề anh rồi, em không nói là Không phải chả thề. ai biết là ngưỡng mộ, Không phải chả ai nói thề. là ngưỡng mộ hay không thì em Nhưng cái ngưỡng mộ không biết, nhưng mà cũng có theo thiệt lời rồi đưa đẩy rồi làm sai cái việc mà mình ở trên đấy. Cái việc em đi cùng với người ta đã là em sai rồi. Chứ đừng có nói đến cái chuyện là người ta rủ em. có Trong thể một em sai, nhưng mà nói chung là người ta rủ em thì em chỉ biết đi, thì chỉ biết đi có không thể nói thế đi được. với Đây anh nha. đi. Có muốn anh đọc lại cho em cái cam kết không? Em về đọc lại nhá. Tí nữa anh về sẽ gửi cho em một cái luôn. Anh vẫn mang theo anh chụp. Em kết ghi rất rõ ràng, không liên quan đến bất kỳ một cái việc nào ở trên đấy. Tức là người ta rủ đi, mình phải từ chối. Đấy là cái việc của em đã cam kết. Tại sao em lại nói là như thế được? Anh nói hôm nay anh nói chuyện này với em ấy là để cho mình hiểu, biết mình đúng sai ở chỗ nào. Còn nếu em có làm việc trên ý, đấy là việc của em. Anh không quan tâm cái chuyện nữa. Ông Lanh anh không hứng thú gì với ông ấy nữa. Anh xác định là không làm ở cái khu vực với mấy thằng ấy nữa, bởi vì cãi nhau rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Đấy, anh làm với mấy thằng thằng nào cũng giở chứng cả. Nên là anh không hứng thú gì cái việc ấy nữa. Ông Lanh là bây giờ là nhận một khoản trợ cấp để mà làm nhà, đúng chưa? Thằng nào trợ cấp cho nó? Nên là mình là người hiểu chuyện ở trong đấy, mình là người biết chuyện này. Thế bây giờ mong cái việc nhà cửa của nó này, tức là bên nó đồng ý rồi, nó cái hợp đồng thì ký rồi đúng chưa? Hợp đồng hợp đồng mà biết thì cái đấy ký rồi, đã ký xong từ cái hôm mà các ông ăn gà rồi. hôm đấy là em đến chưa thấy chưa có với lại là về tôi cứ coi như bây giờ tôi coi như là ông cái thằng lơ đánh đi, bị nó dắt mũi đi, nhưng hợp đồng đã ký xong rồi đấy. Cái việc đấy là cái việc không mong muốn, nó lại có thêm mặt cả bố ông Lanh nữa. Tất cả những cái thứ đấy tôi đều nói với ông từ ngày xưa, bây giờ nó trở thành hiện thực và nó lại đập là một người khác làm chứ không phải là tôi làm. em thì cũng nói rõ bọn nó rồi, bảo bây giờ là hiện tại em bây giờ vợ em vừa mới đỡ xong, bây giờ về nhà chưa biết nào ấy làm được thì cũng phải lâu dài, sau này em tầm tháng 2 tháng nữa em làm được, còn về về phát thì vợ em lên viện luôn, người ta loằng ngoằng thứ linh tinh Tức là còn giờ mà. cho một thằng lên làm trước. Vâng, giờ sẽ bảo là mấy hôm nữa lên trên đấy là thằng đấy là lên làm ở đấy, lên quay gọi là, nhưng mà thằng đấy nó kéo quay mà thằng đấy nó chỉ quay kiểu cho đùa mấy năm ở kia. Tức là nó đang định diễn trò ăn uống các thứ lung tung đúng không? Các ông này nói thẳng ra cũng đéo có tài năng gì cả, muốn dựa vào sự nổi tiếng của một người đi trước, đúng Thằng chưa? kia thì nó chỉ quay về những cái trò đùa mấy trò nghịch linh tinh thôi, nó Tức là không nói phải. thế là chứng tỏ các ông cũng không có tài năng, đang dựa vào một người nổi tiếng mà cho đua, tại sao các ông không chọn người khác? Nhưng các ông lại muốn lợi dụng vào một người nổi tiếng đang có sẵn. Và cái nổi lợi dụng đấy thì em phải thừa hiểu rằng anh mất 2 năm trời để gây dựng, chứ không phải là đơn thuần một sáng một chiều, đúng chưa? Có cái chuyện là các ông là gọi điện là muốn mời nốt cả ông Thuận vào tham gia không? Không có chuyện đấy à? Tỏ là trong chuyện này là cũng có người đang nói nó không được đúng đấy. Không, bởi vì nếu mà bởi vì em thì em cũng không trong nhóm đấy, nên nếu mà gọi điện thì em chả biết được. Nếu như thế thì đúng là cũng rất là không ấy được. Gọi điện thì em làm sao em biết được, nếu mà gọi điện em biết được thì đã đành đây, em chả biết gì cả. Vừa rồi lên đấy đi chơi mấy hôm ở trên đấy, cứ chủ nhật em về em lại phi qua đấy, chủ nhật em về thì đấy thứ hai em lại về, cứ chủ nhật phi qua đấy thứ hai lại Không về, phi qua đây ông làm gì ở đấy? Chơi cái vì gì? lên nhà ông Dụng ngồi chơi cũng dạ khỏi, mới lại đang nhờ ông Dụng mua đồ, ông Dụng cứ hứa này hứa mai, mẹ ông ấy cứ bảo mang điện thoại lên cho Ông ông hẹn đấy. nhau ông đi 90 cây số chỉ để đến uống rượu để tôi đến chịu ông thôi. Tôi nghĩ chắc chắn là ông ấy còn một số những cái việc khác phải làm. Ông lên cho ông Dụng chơi, lên đi không phải là uống rượu mà lên là em định lấy đồ cái đồ như vậy của gọi nó không có thì lấy cái gì không phải ông bảo lên đây rồi khác có, cứ lên trên đấy hôm nọ đi sang tận xóm mạng để tìm mà không có, lấy đâu ra bây giờ đi đặt một con mẹ khó lắm. lên bảo lên cái đợt trước là lên thì đấy, đi cùng anh ấy gặp anh ấy bảo chắc chắn có, xong tuần sau ông phải lên đây, lần này tao đi tìm đó.
lần này tao đi trên rừng, chị mày đi rừng rồi thì nào cũng có đấy, lên trên rừng thì mong ai với ông đấy thì có mà đem tóc giống ra giang đấy, thì anh nói với em đấy là xong những cái chuyện đấy rồi, cái chuyện mà cái hậu quả nó để hệ lụy nó như thế nào thì anh không biết, còn đừng đổ tại ông nào nếu tự nó vào, nó không có mặt ông ở đấy thì ông sẽ không bị dính bất kỳ một cái gì cả, nhưng có mặt ông ở đấy nên là nó sẽ rất nhiều các vấn đề nghi can nghi vấn và sẽ không thể sửa được. Còn cái chuyện làm nhá, là ông Lanh cũng nói ngắn gọn này, ông Lanh cũng nói là bây giờ đồng ý là cho ông ý là làm 20 ngày một tháng là yên tâm là 10 triệu, làm thêm là sẽ có thưởng thêm, còn ông không nói cái chuyện là 15 triệu đấy. Thế còn ông nói là ông Lưa Cương ấy là sẽ phụ trách quay chính đấy, thế tôi không biết là các ông bàn bạc với nhau nhận lời như thế nào, thì tôi cũng hiểu là các ông đã có bàn bạc với nhau rồi là phụ trách quay, ông Cương mới là người quay, còn thằng kia thì không thấy nói có thằng quay phụ. Ông Lanh cũng nói lại chắc nói đúng không, bảo là không, ông Lanh nọ đây qua kia bảo mày lên quay thì anh quay cho anh đéo có thằng khác quay, bảo là em đéo biết được cho nó lên quay nhà bác rồi. Cái chuyện đấy nó chỉ là một chuyện thôi, nhưng đấy là nói tức là ý mấy ông này bảo là mày đi đồi rừng nhiều rồi, mày sau này lên đây thì đi quay dẫn thằng kia đi với, xong mà quay cho quay cùng trong thời gian mình nghỉ nào mình nghỉ. Tóm lại là tất cả những hành động đấy đều vi phạm vào cam kết. Mà đặc biệt hơn nữa đấy là ấy, khi mà trong họ nói câu chuyện đấy là giao cho ông Cương là bằng tiền với ông Lanh là hai ông, một ông 15 triệu không đấy theo lời của chú đấy, còn Lanh bảo là ở thế lương Cương bao nhiêu, Lanh bảo 10 triệu. Đấy, thế là các ông đã có sự bàn chuyện luyện nói chuyện với nhau. Anh dựa vào nhiều người ý kiến đấy. Đấy thì đấy là chú nói 18 triệu là anh tin chú nói đúng, còn ông Lanh nó nói thế nó cũng nói đúng, nhưng mà bọn kia đang bịp Lanh thôi. Tất nhiên nó cũng giống chiêu trò đấy thôi, làm gì có cái chuyện nó trả cho thằng Lanh cao 15-10 triệu mà đối với một người mà như thằng Lanh, nếu mà ông Đông trả thì đối với cái giá đấy là giá bình thường, còn nếu đối với bọn ông mà trả thì nó đó là giá rẻ mạt, bởi vì các ông là người ăn sẵn, đúng chưa? Các ông sẵn cái nồi cơm nó xong rồi, các ông chỉ bỏ thêm cái chi phí mua vài cái miếng thịt nữa là ăn ngon, còn tôi phải nấu cơm, tôi phải mua gạo, nên là tôi sẽ không bỏ thêm chi phí nào cả, tôi chỉ sẵn ăn gạo không thôi. Đấy mà là vấn đề. Các ông làm như vậy là tôi không cần biết là cái chuyện nó tự tìm hiểu nhau đến được mức độ nào. Thế nhưng ông Lanh kể chuyện lại là ông Cương là liên hệ trực tiếp nhiều lần gửi lên ông Lanh. Nghe được câu chuyện. Ông là nhiều lần là tỉ tê, ngoài ra ông còn gọi chủ động là liên lạc với cả chú Nhường nữa các thứ là dẫn bọn nó vào. Bởi vì em thì không vừa rồi đây em đi lưu số. Nhưng mà em đã có qua gặp nhiều lần rồi, các thứ từ ngày xưa rồi. Gặp, đến gặp chuyện thì gặp thôi, nhưng mà em lại không liên quan gì đến chuyện làm riêng, làm chủ gì cả, hay là anh em làm gì cả. Đấy. Em thử nói thật thế, và em lại bảo là làm cùng ông Đông. Đấy, em cũng nói rất nhiều lần bảo làm ông Đông ngày xưa, ông đúng là có thể giả anh như thế, anh cũng đủ sống được. Nhưng mà 10 triệu là đủ sống rồi, em thì em đều quậy được, thì anh chịu khó mà đi làm cũng được. Đấy em nói thế, nó hỏi gọi má em. Không phải nói cái chuyện đấy nữa. Thế nhưng ý nói bây giờ ông Lanh ông có phản ánh lại như thế đấy. Cái chuyện này thì thực ra khó có thể nói ba mặt một lời mà đều nói nhau được. Thì bây giờ nếu nói ba mặt một lời là nó sẽ cãi, ông cũng cãi, nên là chuyện này cũng chưa không thể đưa ra để mà nói vấn đề. Thực ra cái chuyện này nói để cho biết thôi, chứ không phải là nói ra để mà ông nào đúng ông nào sai. Cái thì chuyện đúng nói sai, nói chung là ai đúng ai sai bây giờ nó cũng chả quan trọng nữa. Có cái là em thì đấy, nói thẳng luôn là từ trước đến nay làm của anh là đi theo anh đấy, có mũi xong nghỉ anh rồi, xong một thời gian thì đi chơi, đi lên Hà Giang kia lấy đồ thì gặp ông Thế Anh kia, thì ông Thế Anh ông ấy mấy ấy chứ, ông Thế Anh gặp cả trong cuộc sống miền núi mà đấy, cái hôm gặp cả thằng ấy luôn ấy, thương thương thì miền núi luôn, gặp mấy thằng thế anh nó có quen bọn thằng thằng ông Thế Anh đấy, quen thằng Thế Anh kia, quen thế kia, nhưng nó có quen bọn thằng gì ở đấy không? Thằng gì nhỉ? Thằng Hương Mỹ á. Không, cái thằng gì mà chú ở nhà đó gần chỗ Hoàng Mai này nhỉ? Hay là chỗ đấy này? Nhà ông Thành gì? Ờ. Đấy, em đang ở nhà ông Thành. Nhưng gì? Thằng đấy nó có quen Thành không? Không, thằng đấy liên quan. Thế sao nó biết chú quay kênh Bản Năng Sinh Tồn? Hả? Sao nó chú biết chú quay đi ở miền núi quay Bản Năng Sinh Tồn? Em giới thiệu từ trước nay mà nói chuyện Facebook suốt mà. Ông lại vi phạm thêm một lần nữa là đã không được phép kể lể bất kỳ một điều gì cả.
không, tức là nó nói là làm kênh nào thì em bảo là làm kênh đấy, coi như giới thiệu kênh. Nhưng đó cũng là thì... đó là nhưng đó cũng là cái việc ông lại tiếp tục một lần nữa ông lại vi phạm tiếp. Tôi nói rằng ông không được chia sẻ bất kỳ thông tin gì cơ mà. Ông em đọc lại xem, tí nữa tôi sẽ gửi lại cho ông, bởi vì ông sẽ không giữ cái giấy tờ ở đây để cho ông hiểu rõ được rằng là ông đã vi phạm rất nhiều các cái vấn đề và liên quan đến cái vấn đề đấy. Mặc dù vi phạm đấy tôi không thể làm gì được ông, nhưng nếu tôi đưa nó ra mà liên quan đến cái việc mà tôi nhìn thấy nhiều bằng chứng các thứ mà kiện cáo nhau thì ông cũng sẽ phải bồi thường một số. Nhưng cái việc đấy tôi sẽ cứ để cái việc đấy, anh cứ để việc đấy cho em, để cho em phải tự suy nghĩ về bản thân mình. Làm việc người ta đã nói từ đầu rồi, bây giờ nói như thế rồi đi kể lể kênh để rồi bây giờ nó xảy ra cơ sự như thế này, tất cả mọi việc đều có nguyên do của nó chứ không phải ngẫu nhiên. Còn nếu nó thích nó tự chủ động nó lên, đấy là việc của nó. Nó không bao giờ nó gọi được chú đến, nó cũng không gọi được chủ tịch, nó cũng không thể mà vào nhà để được tiếp đón được, bởi vì nó là người lạ, không ai tin cho nó để nó có thể ký kết được, đùng một cái lên phát ký kết ngay như thế được. Đó là cả một sự sắp đặt từ trước rồi. Lên thì ký kết thì chả ký kết, chả thấy mang giấy tờ ký rồi. Ký rồi ông ơi, ông cứ ngồi đấy mà ông bảo không biết, ông biết hay không biết bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi ông nữa, nhưng bây giờ đã ký xong xuôi rồi, ông Lanh và em ký rồi, em đã đọc hợp đồng rồi, ký rồi. Thế mà mày đọc hợp đồng gì mày đọc lại cho anh nghe thế nào, đéo nhớ. Ông không nhớ được, bởi vì thế bảo thế cái tờ hợp đồng của ông đâu, nó bảo có một bản thì nó cầm về rồi, mà hợp đồng phải chia ra làm hai bản để sau này có liên quan đến pháp lý còn đỏ nhau còn cãi, thế mày nó cầm mẹ về rồi thì bây giờ ông làm gì. Thế là ông nói cái vì ông cứ làm việc ông cứ lung tung rồi cuối cùng đấy, bây giờ là mọi thứ cái gì đi kể ra thì cuối cùng toàn làm sai cả. Ông sai cả việc ông mang cái kích điện lên, ông cũng đã vi phạm rồi. Đó là ông không được làm gì khác ngoài cái việc đi quay và tối về là nghỉ ngơi. Ông có thể đi chơi nhưng mà chơi trong phạm vi cho phép. Đấy là cái việc cũng đã vi phạm. Thế cứ nhắc đi nhắc lại rồi. Bây giờ nghỉ việc làm rồi các thứ. Nghỉ mà nếu mà không liên quan đến cái vụ đấy các thứ mà không đi kể lể ông ấy biết thì không ai nói gì mình. Anh không phải bận tâm gì nữa. Chúng nghỉ là chúng nghỉ luôn. Thế là anh em vẫn là anh em. Đấy là cái vụ kể đời. Alo ạ? Đã có sóng có chiếc này. Gọi. Sóng á? À sóng á? Hay dục gọi. Chắc rồi gọi trả lại đi, chắc có sóng chiếc gọi. Đấy, thế là vi phạm đấy đi kể lể như thế rồi cuối cùng nó tạo ra một cái hệ lụy đến như bây giờ. Việc đấy là nguyên nhân hàng đầu là do ông Cương trước đã. Còn thằng Tây Bắc nó chỉ là một chuyện thôi. Để mà vào được nhà người khác để chơi thân, để giới thiệu, để làm hợp đồng, điều đấy không phải đơn giản. Mà ông lại còn đi cùng nữa. Ông đã chỉ cho người ta lên đã đành rồi, ông gọi người ta ra để giới thiệu cho đã đành rồi, ông lại còn móc nối, là cái chỗ để móc nối cho người khác. Mà ông vẫn không hiểu ra là mình đang làm sai, thì tôi cũng không hiểu là cái kiến thức của ông đang nằm ở vị trí nào nữa. Ông lại đi. Em biết là em sai, nhưng mà tức là em không nghĩ về những cái chuyện vớ vẩn. Nó lại nghĩ chuyện vớ vẩn kia thì nó lại... Bây giờ nó là hệ lụy. Và em biết đấy, cái thành quả gây rừng của anh là bây giờ lại thi nhau vào cái chuyện cắn xé của ông gió thổi qua rừng, ông nọ, ông kia, ông vào, ông xé, ông đấy là việc của ông đấy. Nhưng đã góp phần vào của mình thì nó sẽ gây ra rất nhiều những cái chuyện. Nếu như không có cái chuyện kia kìa, thì cái chuyện ông Lanh ông không ký giấy tờ, đấy là cái chuyện là lại nhẽ khác. Đấy, thế là bây giờ làm rất nhiều việc. Vậy là bây giờ em là sau cái vụ này là coi như bây giờ là em thuộc về một cái team khác, không phải team của anh nữa. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau ngoài cái giấy tờ ràng buộc mà có một chút pháp lý. Tí nữa anh sẽ về sẽ gửi lại cho em để em đọc lại, thấy rằng là thấy sai rồi nhưng mà phải biết rằng là anh đã ghi rất là rõ và anh đã có nói từ đầu rất là kỹ rồi, chứ không phải là anh không dặn em, không phải là anh đưa để cho em ký vừa vào đấy là em muốn làm nào làm được. Rất rõ ràng giấy tờ rành mạch, không gây chia rẽ nổi nói chuyện với nhau đấy, làm nào làm sống hài hòa người dân địa phương để cho nó không gây chia rẽ nổi bộ, không được thế nọ được thế kia ở đấy, đầy đủ cả. Mình lại còn dám mang cả sách đỏ ra khỏi rừng rồi đi về nhà thì tôi đến chịu ông mang cả kích điện lên. Ông không thiếu cái nước gì ở đấy nữa. Mỗi cái việc là ông không chơi nốt vợ ông Đình nữa thôi thì chắc mày chắc hết chuyện này. Đấy, rồi thì bao nhiêu chuyện trên đời giờ lại đi kể lể linh tinh. Sau đó là mang những cái câu chuyện làm quà, những cái chuyện kênh nọ kênh kia vớ vẩn. Sau đó là móc gặp nhau để móc nối để tỉ tê tâm sự và dẫn đến việc nó trả cho mình 18 triệu. Chứ nếu nó không biết ông làm cái việc đấy, nó không biết ông liên quan đến ông Lanh, không bao giờ nó trả cho ông 18 triệu. 18 triệu ở đây, 18 triệu đó là 18 triệu để lấy quan hệ, để làm việc. Thực ra ai người ta cũng thiếu người làm, nhưng nếu người ta thiếu cái quan hệ của ông với ông Lanh mà móc nối được ký hợp đồng còn lâu nó mới trả cho ông 10 triệu một tháng, đừng có nói chuyện 18 triệu. Em chỉ có hai team rồi, team miền
team nào thì team, nó không liên quan đến anh thì không sao cả. Nhưng nếu nó không liên quan đến anh thì không sao. Còn cái kỹ thuật, ví dụ dù ít dù nhiều cũng được chỉnh sửa bởi anh về kỹ thuật quay, cách quay, rồi thì cách dàn dựng. Bởi vì nó có cả một cái hệ thống của nó để khi dàn dựng để tạo ra một cái nội dung, một bộ phim. Đấy là giá trị của một bộ phim, nên nó nằm ở cái vấn đề đấy. Cách quay chỉ là một phần thôi. Đấy, cái tư duy để tạo nên một cái nội dung nó không phải đơn giản. Đó là cái cách mình học được, thì mình được quyền sử dụng ở bất kỳ nơi nào thì sử dụng, anh không quan tâm. Nhưng cái việc em đi chia sẻ về thông tin, địa điểm, mặc dù có thể là đã lộ, nhưng em để ý, không bao giờ anh lên trên kênh anh đi nói địa điểm nào kia. Lộ là việc của lộ, thằng nào biết thì cứ lộ, còn mình không trả lời. Trách nhiệm của mình là bây giờ mình làm là mình phải giữ cho mình chứ. Hướng sắp tới em định giải quyết ra làm sao? Anh không muốn hỏi em về cái chuyện gia đình đi ăn đâu đi ăn đấy. Nhưng hướng tới với cái team kia kìa, em có làm việc hay không? Bởi vì anh sẽ cho em câu trả lời luôn là nếu làm việc thì sẽ em phải như thế nào? Em không làm việc thì em như thế nào? Team đấy thì nếu mà em có thời gian thì có thể đi thử vài ngày, không thì thôi. Em rất thích. Vài ngày quay ở nhà ông Lanh? Em không biết đâu. Cái đấy là không được, anh không đồng ý với cách của em. Bởi vì em đã có ở trong cái cam kết rồi. Không thể nói là em không biết được, tức là em có thể quay đúng không? Ừ, có thể quay nhưng mà nói chung là nó sắp xếp thì em chả biết được là quay ở đâu. Anh không cần biết là quay ở đâu, nhưng em cứ liên quan đến ông Lanh là em vẫn tiếp sẽ tiếp tục vào vi phạm vào cái cam kết. Ừ. Sao để, em lại vẫn nói như thế nào nhỉ? Thôi. Em không có quyền xuất hiện ở trên Xuân Sơn nữa đâu. Đấy là nếu theo cam kết. Tức là mình không liên quan đến cái khu vực mà anh đã nói rồi mà. Không liên quan đến khu vực đấy, người dân ở nơi đấy. Và không đi truyền bá những cái câu chuyện của anh chúng ta đã xảy ra nữa. Đấy là cái cam kết. Tức là đã dừng cuộc chơi là coi như mình chưa bao giờ mình làm những cái công việc như thế ở đấy. Không quan tâm. Ông Đông thì vẫn từ trước giờ quá khứ là vẫn biết. Nói như quay trở về 3 tháng trước, 4 tháng trước anh em mình vẫn chưa nói chuyện với nhau. Vẫn không hề biết cái nơi đấy. Chỉ biết là ở trước đây tôi đi có đi tham gia xây dựng một cái kênh ở nước ngoài. Thế thôi, thế là đủ rồi. Đấy là cái quyền của mình chỉ được có như thế thôi. Không được phép đi kể lể là tôi quay ở cái khu vực đấy như thế, không được nói xấu người khác. Không cần phải nói tốt, không cần phải nói xấu. Đấy là cái trách nhiệm của mình sau khi rời cái bản, đấy là bản cam kết. Không còn lên đấy, ông tìm về trước. Không phải là chuyện đi thì anh không quan tâm, nhưng em dẫn người ta lên. Và cũng đã nói chuyện với ông Anh rồi, chứ không phải là em. Đã nhưng mà vấn đề là đấy là việc của người ta. Chứ mình không thể nói là vì người ta đã nói chuyện thì mình có thể đi cùng được. Em đi cùng sự xuất hiện của em nó lại là như khác. Em có biết thằng Lanh nói gì với anh không? Nó vẫn nói câu hôm bảo đấy, anh làm gì thì làm, anh nên đề phòng thằng Cương. Anh rất tin mày, anh mới nói lại với mày cái câu đấy. Thì thế nhiều lúc em đã nói em thì em nói thật thôi, bảo là ngày xưa đấy, anh giả lưng nước thì em cũng nhiều lần em nói hắn là bây giờ nên là bảo ông đấy giả lương theo tháng. Em cũng kể chuyện rất nhiều lần nhưng không ngờ là ông đấy ông nói thế thì em kể ông. Rồi, đấy. Chuyện đấy thì mình không nói bởi chuyện vì tiếp ngày nữa. Em bảo là ông làm như thế thì mẹ ông cam đất là ăn à. Nhẽ ông phải biết tìm hiểu cách làm, thì tìm hiểu làm như thế nào. Bảo ông đấy ông bố trí người quay nào cho ông mà làm theo tháng. Cái chuyện đấy không nói nữa bởi vì nó đã qua rồi. Nhưng mà vấn đề là tương lai sắp tới, tức là nếu như theo bản cam kết là em không có cái quyền đấy nữa mà chia sẻ nữa, tức là những cái mối quan hệ liên quan đến mấy thằng cha kìa, nếu như em là một người giữ chữ tín, em hãy giữ đúng cho anh. Nên là chuyện đấy là thực ra ngày xưa là tôi đã có cái cam kết và tôi đã có lời hứa rồi, tôi muốn giữ đúng cái lời hứa của mình. Nếu thuê tôi quay, tôi sẽ quay người khác ở khu vực khác, còn nếu trùng địa điểm là một, trùng nhân vật là hai thì nó rất khó cho tôi. Đó là cái cam kết mình phải thực hiện. Còn nếu mình không làm được cái điều đấy mà để anh nhìn thấy, người đó nhìn thấy vui vẻ chả sao, nhưng khó chịu, thế thì chúng ta sẽ phải gặp nhau ở một cái chỗ nó khó xử hơn. Bởi vì cam kết đã có đầy đủ cả rồi, chữ ký đầy đủ, ngày tháng năm sinh, thậm chí là cả tháng 3 sau khi chấm dứt hợp đồng ấy, là các thứ linh tinh, là trong tin nhắn các thứ anh vẫn lưu là vẫn có cái chuyển khoản tiền cho em mặc dù đã không làm. Đấy, nó rất là nhiều cái vấn đề mà bản thân em là khi mà liên quan đến vấn đề pháp lý là em sẽ phải bồi thường thiệt hại. Cái thiệt hại đấy thì thực ra không thống kê được, nhưng luật sư người ta sẽ thống kê được hết cái vấn đề đấy. Anh rất không muốn phải nói lại với em về những cái việc kia nữa. Đáng ra em đẹp em im lặng mọi thứ đi.
thì anh sẽ để cho em kể là việc em có đi lại được cái đấy anh cũng không có để ý nhiều, nhưng mà cái việc em đi lại nó gây ảnh hưởng quá nhiều đến cái vấn đề cái tương lai của kênh mà lẽ ra không đáng có. Anh đã lường trước được tất cả những cái việc đấy và nó đã nằm trong cam kết rồi. Thế nhưng mà cứ em cứ đi lại nhiều rồi nảy sinh ra người nọ biết người kia biết rồi kể lể, rồi thì toàn những cái ông đâu đâu ấy, toàn cái thằng gì mới ăn sẵn ăn cướp vào đấy thấy người ta như thế rồi là lợi dụng ông Cương. Tóm lại tôi cứ cho rằng ông là một người thiếu hiểu biết ấy. Lợi dụng ông Cương rồi lại rủ rỗ, ông có thể bị rủ rỗ bởi giá cao, tiền cao, tôi hiểu, bởi vì đó là cái mong muốn của bản thân mỗi người thôi. Tôi không trách ông cái chuyện là ông tham tiền, nhưng đừng có bán rẻ người khác. Đấy là cái việc của mình phải làm. Còn đâu tiền nào thì trả cho ông lương cao hơn thì bảo không em đéo muốn làm với anh nữa, anh làm thằng em làm thằng khác nó trả lương cao hơn. Được, mày làm việc khác, mày đi bốc, mày làm gì làm, mày ngồi dạng hãng được, lương cao hơn tốt thì cho mày làm. Nhưng mày lại mang vào những cái chuyện cũ, vì đó là những cái liên quan đến cái điều nó đã nằm trong điều mà tối kỵ ở trong đấy rồi mà làm. Thực chất về bản chất thằng đấy nó chỉ mua mày ở cái chỗ đó là cái chỗ là vì mày có mối quan hệ, mày giúp được nó cái chuyện làm cái việc đấy thế thôi, chứ không có gì cả. Còn mày nhận mức lương của anh như thế thấp thì thấp thật, nhưng đó là cái thực tế mình nhận được, chứ nó không phải là bởi vì kỹ năng anh phải dạy cho mày, mọi thứ cũng phải mua sắm, nó là chuyện bình thường thôi. Đi làm công nhân cũng chỉ có 5-6 triệu thôi. Thôi thì ừ thì làm mẹ của anh nó hơi thấp thật đấy, nhưng nếu đáng ra làm tốt thì có thể bây giờ nó đã là 10 triệu, còn làm tốt nữa có thể nó là 20 triệu, nó cũng như thằng khác thôi. Mà làm với anh thì mày biết đấy, anh đã nói là anh làm, không bao giờ có chuyện để anh làm cái kiểu hai mặt. Còn bây giờ suy nghĩ cho nó kỹ trước cái hành động của mình anh đã đưa ra rồi. Còn nếu muốn thực hiện, muốn làm với nó các thứ linh tinh ấy, thế thì cũng phải biết rằng là còn rất nhiều vấn đề nó ràng buộc đến mình. Có thể chưa chắc anh đã làm gì em đâu, nhưng mà cái chuyện ấy anh thực ra anh không muốn quay lại cái mảnh đất ý nữa. Có thể chỉ đi qua, nó là cái nơi mà mình đi qua để chơi thôi. Thế còn nói thật là ông Lanh anh không hứng hào hứng gì với ông ấy nữa. Mình nhìn là biết rồi, thằng nào mang tiền đến nhiều là ông ấy bỏ. Ông ấy không hề biết được những người ai người ta đã vun đắp gây dựng cho mình. Ông Thuận thì ông khôn hơn. Ông bảo là ông Lanh bỏ chú nhưng anh không bao giờ bỏ chú. Đấy, còn ông Lanh thì khác. Vừa mới hôm trước ở nhà mới nói chuyện với nhau xong là 10 triệu một tháng. Hay mày thích anh trả cho mày thêm, mày nói ra. Không nói gì lặng lặng. Có vẻ như nó được nghe được rất nhiều lời bố kích, nó không hay. 10 triệu hắn quên đầu tiên hắn cũng ok. Là anh em mình rồi. Em trả là trong thời gian 3 nó trả là nó chưa. Mày lên làm nó làm, làm. Cái chuyện đấy thì thời gian của thì em bảo mãi đó là cái thằng nó láo nháo, nó là đang bởi vì đồ đấy. Mày có biết vì sao nó bỏ không? Trời nắng nó đi lấy được vài cái bụi lan rừng ấy nên là được tiền, dạo nó kiếm được rất nhiều không phải như ít đâu. Nó nói chung là ông Lanh thì ông cũng nói là về cái vấn đề kiểu là làm chỉ sợ kiểu làm cũng thì bây giờ nó làm với thằng mới nó có giấy tờ rồi còn gì nữa, thằng nào chả phải giấy tờ, thằng nào cũng giấy tờ rồi. Thực ra nếu ở góc độ mà nếu nó đã tương đối xử tử tế thì nó cũng chả cần phải giấy tờ, nó cứ bình thường thôi. Nhưng đối với những cái con người mà chỉ trực một cái là rời bỏ người khác, cái chuyện khó chịu hay không nói, bản chất của bọn đấy là nó không có cái gì khó chịu, nó cũng phải cố tình làm ra khó chịu để nó tự bỏ. Nó tự bản thân trong đầu nó đã nảy sinh những cái vấn đề đấy rồi, bởi vì người khác thì người ta chỉ cần bơm một lời thôi, mày làm cho nó kiếm được nhiều lắm là trong bề đã nghĩ rồi, hai vợ chồng đã xì rêu nhau chắc nó được nhiều lắm rồi, đã không ưng rồi, đúng chưa, là đã không muốn làm rồi đấy. Thế sau đó là nó nghĩ bảo mẹ thôi thì chả cần gì, mình ăn cơm không được còn hơn là đi làm. Em bảo nó là làm thì làm cũng như em định thôi, làm có khi toàn 7:30 mới đi. Đấy, mày suốt ngày mày đi tuyên truyền những cái nó không phải lỗi, cứ làm đúng đủ, không cần phải làm nhiều hơn. Sáng phải là vào trong đấy thì 7:30 đi ăn uống chán chê, 7:30 bắt đầu đi vào trong đấy còn nghỉ ngơi xong rồi lại tuyên truyền vớ vẩn. Đấy là cái hành động tuyên truyền nó không đúng mực, anh vẫn nói với em rồi. Không, làm. Nhưng mà cái đợt đấy nó không chán không muốn làm. Chán không muốn làm thì anh đã nói với em mà cứ kệ nó, cứ im. Bao giờ đầy đủ với anh em ba mặt một lời, lúc đấy nói chuyện nó mới rõ ràng xem nó cần những cái gì, nó cho mày hết những cái thứ mày mong muốn. Còn nếu mà mình không thể đáp ứng mong muốn nó, mày đi làm với ai đấy là việc của mày. Mày cứ đi tuyên truyền những cái thứ linh tinh thừa thãi làm cái gì. Thế nên lúc đi làm thế rồi cùng mẹ ông Đông ông lại ép làm 7 giờ, thế đéo làm, thế lại khó chịu, đúng chưa?
Làm gì ai có cái chuyện đi làm mà người ta đã thuê 10 triệu một tháng, ngày sáng đi làm 7 rưỡi thì 8 giờ bắt đầu mới làm, này đến 7 rưỡi bắt đầu mới đi, thế vào nơi lại mang đồ ăn vào ăn, để đến 8 9 giờ bắt đầu mới làm. Không ai làm như thế cả. Không một thằng chủ, mình phải đứng ở vị trí người thuê ấy, người ta bỏ tiền cho người khác, không ai người ta đi làm ăn như chẳng. Đấy thì chỉ gọi là còn ăn đồ ăn thì phải trưa mới ăn, mấy lại trưa thì còn thường phải ăn sáng thì mới có sức để làm được. Tức là ý em nói là làm thì cũng có hôm nào về muộn thì cũng 1 giờ, bởi vì làm thì làm cố, nhưng mà làm nó vui, nó không mệt. Chuyện đấy chỉ là một chuyện thôi, đang không có thằng nào tác động nữa cả, thì cứ để im như thế, thì đến hôm nào mình làm việc được thì nó mới xong được. Giấy tờ nó chỉ là một chuyện thôi, còn cái vấn đề chính ở đây là có thông tư tưởng được để làm hay không, nó đã quyết rồi thì làm, nó lại những khác. Bây giờ giấy tờ mọi thứ thằng khác nó làm xong, đồng nghĩa việc là mình không còn quyền nữa. Bây giờ mà động vào nó mà quay về ghi hình mà đưa lên luôn, nó đem kiện một cái thì mẹ có mà ra tòa cãi nhau cả lúc. Mình cãi thế nào được, nó đã thuê rồi, ông anh đồng ý rồi, ông đánh ký mẹ vào giấy tờ là bây giờ là sử dụng hình ảnh duy nhất là trên của thằng kia thôi. Thằng nào động vào xem, ra tòa mẹ nó phạt cho thì vài trăm triệu. Bản quyền, cái luật bản quyền nó nặng kinh khủng luôn. Bản quyền liên quan đến tiền nào, bởi vì cái hợp đồng nó lớn, là càng lớn nó càng liên quan nhiều tiền. Ông Lanh không đứng ra, nếu mà ông Lanh không cần phải đứng ra, chỉ cần có giấy tờ kia đã chết luôn rồi. Mày không hiểu gì về cái kiện cáo cả. Nó hỏi, nó chứng minh được rằng là mày quay cái hình ảnh mà những việc nó đã mua rồi, công ty đại diện nó mua rồi, mày quay mày chết ngay. Ngay kể cả việc nói chung đấy là luật bản quyền, đấy là của Việt Nam bây giờ đã có nhé, ở nước ngoài nhé. Anh quay hình ảnh của mày mà không xin phép mày của anh còn bị phạt cơ. Mày chỉ cần ra tòa mày nói là thằng kia nó quay của tao mà tao không đồng ý, chết ngay. Việt Nam mình thì chưa có cái luật đấy mà không ai làm thế. Nhưng mà đây nó đã có giấy tờ, đã ghi rồi, tiền năm đã trao rồi, đã xong xuôi rồi, thỏa thuận xong rồi. Bây giờ không thằng nào dám dây với ông Lanh nữa, thử quay xem. Quay chả để làm gì cả, quay về vứt xong xó quay làm cái gì. Không thằng nào muốn quay. Thằng gió thổi qua rừng đái ra quần, không dám đến đấy nữa. Còn anh tay chân tay mắt ở đấy, anh chơi ở đấy người dân địa phương rất lâu rồi. Mày đã biết cái người ta điện luôn à. Anh biết từ rất lâu, từ hôm mày vào cả, nhưng mày không nói gì với anh cả. Đúng chưa? Mày không nói gì, mày lặng lặng. Đúng là hôm đấy là không nói, xong về em đi xuống viện luôn, về bởi vì cái câu chuyện đấy về đá qua vợ, nhưng vợ đéo quan tâm, em bảo là nhà ông già bà già đéo quan tâm. Không phải lý do, nhưng mà trong cái chuyện mà mình đi cùng với nhau, nếu mà đi mà để lên trên xe ô tô ấy là sẽ rất nhiều thời gian. Mày nhắn một cái tin thì mày chết ai, mày cũng không thông báo, mà lẽ ra mày đã hẹn trước với nhau thằng nó taxi ô tô đến kìa, là nó phải có hẹn trước với mình. Tóm lại những cái việc đấy là em giấu anh, em không làm cái việc đấy. Thế thôi, cái kết cục bây giờ mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và không nói về cái vấn đề này nữa. Anh sẽ không truy cứu bất kỳ cái chuyện gì nữa, cho đến khi mà cái thái độ của mình đối với công việc ở phía sau của mình, đấy thì tùy mình quyết định thôi. Còn về phía anh yêu cầu trách nhiệm của em là thực hiện đúng cái cam kết đấy. Anh không cho phép em làm những cái việc đấy nữa. Còn những thằng khác nó đã làm, đã ký rồi, anh không truy cứu trách nhiệm với em nữa. Tất cả những cái việc đấy đã, và cái nhân chứng của cái người ở trên đấy là đã khiến anh có thể cho em ra được một cái tòa, và em phải nộp cái chi phí về án kiện, đó là người ta phải trả cái chi phí, ngoài ra là phải bồi thường một số nữa. Anh cũng muốn làm mất những cái thời gian những cái việc đấy. Còn mình cứ làm cái đó thôi, đây là hành động anh nhắc nhở em thôi. Còn những cái việc mà để đến đưa nhau đến những việc ra tòa này, hoặc cãi nhau hoặc đánh nhau, là những việc không ai mong muốn cả. Đặc biệt là người như anh không cần thiết phải làm như thế. Một vài chục triệu của anh ấy, nó cũng cần phải đấy, mà nó không cần thiết. Đấy, còn mình cứ là xử lý làm sao cho nó êm đẹp, cho hài hòa cuộc sống thôi. Còn làm việc ở trên đấy thì cũng làm lại, có người điện cho anh, nghe nó rất là chối tai. Còn anh thích, anh chỉ cần đi photo cái bản của em, tất cả thứ anh giải cho mấy người đọc. Ai anh biết em là cái thằng phản thốc đi cõng người khác về, mặc dù câu chuyện có thể không phải là như vậy, chỉ là mình sơ ý. Nhưng tất cả mọi người sẽ hiểu theo ý như thế thì nó sẽ sống nó không được hay. Còn ông Lanh, em sống như nào ông ấy thực ra ông vẫn biết, nhưng chẳng qua vì đồng tiền, nó vì đồng tiền nó mới làm thôi. Còn trong lòng của nó cứ mặc dù nó cứ hoành hoẻ, nó khó chịu, nó câu có với anh thế thật, thế nhưng trong lòng nó vẫn biết rằng là lúc nào ông Đông ông là người sòng phẳng, nói đúng. Còn đâu là nó cứ nói láo thế, bởi vì là nó muốn cái đó cái kia. Nhưng thôi kệ, đấy là việc của nó, anh cũng không muốn làm việc với nó nữa. Nó muốn làm với ai đấy là quyền của nó. Còn thằng gió thổi qua rừng kia, nó có làm mãi thì nó thế thôi. Vào là nó dính chửi thì là nó dính nhiều vấn đề. Ừ, có kênh nào đấy lên nhanh quá bị quét nó bật. Còn nó lên nhanh hay không, nó cũng là bạn theo. Hôm vừa rồi là nó
gặp ấy, nó cảm ơn anh ấy, nhưng anh chả cần nói gì, mà ông muốn làm gì thì làm. Còn vấn đề về chia sẻ về kinh nghiệm quay phim làm việc, đó là của em, không muốn cho ai thì cho. Những địa điểm, nhân vật, các thông tin liên quan trên đấy mình mà còn để lộ ra nữa là để anh gọi điện cho thì nó không hay. Anh không muốn nghe những cái câu chuyện kiểu tương tự như thế nữa. Còn em muốn vào Nam quay không quay thì đâu, đấy là việc của em. Chúng ta sẽ không còn làm việc với nhau nữa và anh nhất định sẽ không bao giờ thấy em nữa. Kể cả em chắc em sẽ nhất định không bao giờ làm việc với ông Đông nữa đấy, sau những cái câu chuyện ngày hôm nay rồi. Thì như vậy là kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mình cứ suy nghĩ cho nó kỹ rồi cho cái công việc làm việc. Tí nữa anh về anh sẽ gửi lại cho em đúng cái bản mà kia, để cho em xem lại một lần nữa cho nó chắc. Còn ở nhà em giữ hay không thì tùy, cái bản đấy đã được trao ra, hai bản đã ký kết rồi. Anh vẫn sẽ giữ cái bản đấy cho đến khi mà mọi chuyện nó ổn thỏa hơn đấy. Còn mình tốt nhất là không nên làm việc thì xảy ra rất là nhiều thứ. Còn bây giờ ở trên đấy thì chắc sắp tới sẽ cạnh tranh rất là khốc liệt, bởi vì rất nhiều người lên để tranh giành người quay thế nọ thế kia. Thằng kia nó chiến thắng chẳng qua là vì là một cái hợp đồng 6 tháng thôi, nhưng người thi nhau đến trả giá cao thì sẽ lại đánh nhau thì rất là nhức đầu. Và anh rời khỏi đây là cũng hợp lý rồi. Thằng hợp đồng 6 tháng, thằng mà em vừa dắt lên ấy, hợp đồng 6 tháng rồi, cất rồi. Hôm trước nó lên thì hình như nó lên một hôm sau là không có, em lên thì nó lên sau, nó ký rồi. Tóm lại là nó đã ký rồi, ký xong rồi. Tức là hôm sau nó lên lần nữa. Không, cái hôm đi cùng với chú là nó đã ký rồi. Thế chắc là nó lên từ hôm trước một lần rồi. Không, nó ký đúng cái hôm có ông Cương. Lanh nó bảo chuyện thế với thằng Lanh nó không. Nhưng đặt mà em không nhìn thấy mang giấy tờ ra gì. Thế đâu. Ông bảo với tôi là ông đi ra ngoài một lúc để cho nó nói chuyện là gì nữa. Không phải em ra ngoài mà em đi chơi, em đi chơi loanh quanh. Thế thì ông làm sao mà ông nhìn thấy được, ông cãi nhau làm cái gì? Ông đi đâu thì ông không nhìn thấy nữa, làm sao biết được nó ký cái giấy tờ gì, nó đã ký xong xuôi và cất rồi. Tóm đi tóm lại, nếu xét theo góc độ ông biết ông không nói thì ông đã chả là thằng ra gì. Còn trường hợp góc độ ông không biết ông cứ mặc kệ thì ông người bị nó dắt mũi. Ông nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không bao giờ muốn dắt mũi ông. Tôi muốn làm việc với ông một cách đàng hoàng nhất. Và những gì đã chia sẻ với nhau là tôi đã chia sẻ với ông tất cả rồi. Về con người ở nơi đấy nó sống như thế nào, mình cư xử làm sao để mình làm việc được tốt. Nhưng mà em không thể làm được cái việc đấy. Đấy là cái năng lực của mình. Thế còn có thể là em học được cách quay, em làm được cái gì đấy. Và bây giờ thì sau khi đã dẫn dụ được cho nó xong luôn xuôi rồi thì mình thôi, coi như đấy là cái món quà tặng cho nó. Anh cũng không có truy cứu cái chuyện này nữa, mà không có nói đến nhắc cái chuyện này nữa. Kể chúng nó muốn làm nào là đấy là việc của nó. À, bọn nó là dự định là sẽ quay hai kênh đúng chưa? Một kênh là trong rừng, quay là cái ăn uống các thứ vớ vẩn đúng chưa? Chúng nó muốn tận dụng tối đa ông Lanh đúng không? Giống như bản năng sinh tồn đúng chưa? Tóm lại thằng đấy nó xem qua bản năng sinh tồn mà nó muốn thực hiện như thế đúng chưa? Là sẽ không phải là ông Lanh là nhân vật nữa, và ông đấy sẽ là nhân vật, và ông Lanh chỉ là nhân vật của Việt Nam, và Việt Nam nhưng mà lại đưa sang bên nước ngoài làm. Là thế nào? Tức là đưa sang bên nước ngoài ông Lanh thì tức là gọi là đăng lên, kiểu là lấy đăng lên đưa về Việt Nam như lại là đăng ở bên nước ngoài. Nhưng mà nó cũng có phụ để có đủ gì. Thì nó giống bản năng sinh tồn gì? Đấy. Đấy nó cũng như thế. Thế nhưng thì mà, tôi gì phải nói nhiều. Nhưng mà nó là quay cuộc sống bình thường này thôi chứ không phải là quay ấy. Chứ không là quay vào, không quay kiểu là các không phải sinh tồn. Vâng, không phải quay sinh tồn, quay có sinh tồn như ông kia, nhưng nó là ý nó là sinh tồn theo kiểu là phi truyền hình chứ không phải sinh tồn theo kiểu ấy, ông Lanh không làm được. Nhưng sinh tồn theo kiểu là cái bọn thằng Bin biết. Tức là định là quay theo kiểu như thế á? Ừ. Chứ không phải là không còn đủ ông Lanh nó không làm được. Đấy, còn nếu đã giỏi thì đã không cần phải làm như thế rồi. Anh biết, anh hiểu cái trình độ, đã vào đi cướp nhân vật của người khác là anh hiểu cái trình của mỗi người rồi. Cá nhân như anh không bao giờ có tư tưởng đi ăn cướp. Chính vì thế nên là mình mới có uy tín, thế đơn giản thế thôi. Còn nếu đi làm cái gì đấy làm vớ vẩn, còn tất cả những thằng đã đồng bởi đấy ông Lanh rồi, chú sẽ thấy là sẽ có cái kết cục thực ra nói nó sẽ không được hay. Còn ông Lanh, ông chỉ làm được đốt với một người này, cùng lắm là một hai người kia, sau đó cái giá trị của ông sẽ giảm dần xuống, bởi ông ấy tự giết bản thân mình thôi. Ông ấy đem bán rẻ cái nhân cách, nhân phẩm của mình thì nó sẽ đến lúc một lúc nó cũng như lệ rơi mà, nhiều vấn đề. Thế cái vấn đề đấy thôi mình không phải quan tâm, nó cũng chả phải trả lại cái gì cả.